các nghệ sĩ của nhà hát đã biểu diễn hai ca khúc nổi bật trong số các ca khúc truyền thống của mùa lễ Giáng sinh theo phiên bản tiếng Ukraine. Dù chiến tranh đang diễn ra, chúng tôi cũng muốn được tận hưởng kỳ nghỉ và niềm vui bên gia đình. Chúng tôi muốn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Năm nay, nhà hát Opera Kiev đã chuyển lịch biểu diễn sang các ngày 24 và 25 tháng 12, thay vì khoảng ngày 7 tháng 1 theo lịch chính thống giáo. Các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky cũng được thay thế bằng các tác phẩm của nhà soạn nhạc Italia Giacomo Puccini. Chúng tôi tổ chức buổi hòa nhạc cũng là niềm hy vọng của chúng tôi, đang chiến thắng không còn xa nữa. Chiến tranh cũng đang thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật không giới hạn trong âm nhạc, văn học và sân khấu kịch của Ukraine.